thì bùm chát bùm 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 chát. Em muốn như nào làm bằng miệng trước đi. À em không biết đánh về đâu, em làm miệng cho anh chị. Sao đâu for OG, đây là bản tuyên ngôn đầu tiên tụi tao tiến chân vào việc rap. Sao đâu OG cùng những người anh người em tụi tao tạo nên những kiệt tác. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Sơn Beatbox. Thì hôm nay là một cái series hết sức đặc biệt mà Thái Sơn mỗi tuần sẽ mời một vị khách mời tới. Họ có thể là rapper, họ có thể là ca sĩ, họ có thể là dancer, rất nhiều các lĩnh vực. Tuy nhiên đã tới với Thái Sơn thì họ phải làm một con beat của mình. Mặc dù họ chưa biết sản xuất nhạc nhưng mà với sự hướng dẫn của Sơn thì chính họ, những cái khách mời của chúng ta sẽ tự làm beat và sau đó phải rap, phải hát, phải nhảy trên chính cái nền nhạc mà mình vừa làm. Và vị khách mời đầu tiên của chúng ta là một bạn mà Sơn chưa gặp bao giờ, là một bạn rapper nữ rất là xinh. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng chờ đón bạn ấy đến với studio của Thái Sơn ha. Ủa? Ủa? Em là Kết hả? Dạ đúng rồi, em là Kết. Sao giống nhầm người vậy? Em là rapper hả? Em mới đi làm về. Ok. Dạ.